chân quang đều là sự nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sư Minh cười ăn bữa cơm chay rồi lại đi rong ruổi một ngày, chỉ ngủ ngồi và hay hành khất, không nhân tiền chỉ nhận đồ cháy. Nhưng nghe rằng sư Thích Chân Quang vẫn thường đi ăn uống đàng hoàng, thích cúng dường và ham vân chất, sư luôn ngồi xế hộp thật sáng. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không hận thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi nghe về sư Thích Chân Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà xe vật chất đem vô chùa phước lành mình mang. Người ơi nhớ cho đời trần ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương vẫn quý, sống lòng lừa gánh nghiệp mình mang. Sư Minh Tuệ và Thích Chân Quang đều là sư nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không hận thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Người ơi nhớ cho đời trần ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương vẫn quý, sống lóc lừa gánh nghiệp mình mang. Sống thật thà trời thương vẫn quý, sống lóc lừa gánh nghiệp mình mang.